những thăng trầm thời gian đã ghi tạc hình dáng nét trang trổ phương long uốn lượng tựa mây sóng. Thưa quý vị, có thể nói đây là một thí sinh cũng rất đặc biệt của chương trình chúng tôi. Bởi vì lần nào thì cậu bé này cũng chọn những cái bài hát mà ngay cả những ca sĩ người lớn đôi khi cũng còn cảm thấy vất vả, chứ đừng nói chi là một cậu bé như thế này. Lần trước quý vị còn nhớ không ạ? Bé đã chọn cho mình cái bài hát là Thư Pháp. Lần này thì là Mái Đình Làng Biển. Đều là những cái bài hát mà cần một cái quãng giọng rất là rộng và một cái nội lực cần đủ có để có thể trình diễn được. Và con thấy không, vừa rồi con hát cái khán giả vỗ tay quá trời luôn, có nghĩa là phần trình diễn của con đã thành công. Chúc mừng con nha. Cảm ơn chú. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Con biết luyến lấy nhấn nhá đúng nơi đúng chỗ. Tuy nhiên là đối với cái tuổi của con á, để xử lý mấy cái bài này á, cô chú anh chị lớn á, cũng đã xử lý còn khá vất vả chứ đừng nói gì con. Nhưng mà muốn cho nó hay hơn. Để cho nó ngọt ngào hơn nữa thì chú muốn con nếu mà chọn cái thể loại nhạc này thì con phải thì cần cái độ ngọt và độ chín. Con hát lại cho chú nghe. Ôi vuốt cong mái đình, ơi vuốt cong mái đình, ơi nước non ân tình, hồn Việt Nam như thế. Tức là chỉ có một cái chỗ mà con xử lý đúng hai chữ thôi. Chú cần con hát hai chữ là ôi vuốt cong mái đình, nó sẽ ra cái bài hơn, đúng không? Nhưng mà hy vọng rằng khi con về được với huấn luyện viên của con thì chú ấy sẽ làm cho con những cái khác hơn. Em đang nghe, em thắc mắc là tại sao anh Hoài Linh lại nhận xét về cái bài này một cách chi tiết, nó sâu sắc đến như vậy. Cái sau đó em mới vỡ ra trong đầu em rằng, thì ra anh Hoài Linh đã từng hát cái bài này rồi. Và ông chỉ hát không đâu, mà còn hóa thân thành một cô gái nữa. Đó. Cho nên quý vị bây giờ thử lên trên mạng, bấm Hoài Linh Mái Đình Làng Biển coi, bùng một cái hiện ra một cô gái đẹp, tuyệt đẹp, hát cái bài này hay lắm, là ảnh đó. Yeah. Thật sự ra là chính bản thân chú lớn rồi mà chú... Nhiều khi chú cũng tập tành chú hát. Nhưng mà cái này là âm hưởng của Bắc Bộ, nó có một chút xíu ca trù ả đào trong này, cho nên là cái độ liếng lấy nó hơi khó. Chú đây mà chú còn chết lên chết xuống với nó chứ đừng nói gì con. Chúc mừng con, chú chọn con. Chúc mừng con. Sự lựa chọn đầu tiên đến từ giám khảo Hoài Linh. Mời cô Thanh Hằng. Cũng như là chú Hoài Linh nói đó, cái bài này nó phải có những cái luyến lấy đó mới đỉnh đó. Nó đặc biệt là ngay chỗ đó là phải như vậy. Cho nên là con nếu mà về đội mà thầy có dạy con thì thầy cũng nhớ. Ví dụ mà có những cái bài như thế thì là con cố gắng cho nó sâu vô chút xíu nữa nha. Cô chọn con luôn đó. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Và mời chú Thanh Bạch. Chú đồng ý. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Con được vào vòng trong. Cảm ơn các vị giám khảo. Chạy về với thầy giáo của mình nào.
đánh đáp luôn sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, chứ quyết không cam tâm làm tỳ thiếp cho người. Đi tuần tra, nghĩa bên ta đã bắt được một tên gian tế. Sao? Bắt được gian tế à? Giải vào đây! Thưa dân! Kìa! Chín muối! Giám tra! Đừng gọi tôi là chín muối! Kể từ khi anh bán rẻ lương tâm, cam lòn cuối làm tay sai chó chặt, thì đã hết tình thâm quyết nhục. Tôi và anh giờ là hai kẻ đại thù. Trinh Huy, thôi đi. Anh nỡ tâm đem tình thân dày dẻo, anh nỡ tâm quên nỗi giống quê mình. Lòng người hơn cam dưới quân phan loạn, còn gì tình thân như anh. Bài to anh phải đâu tham gì ba sang giàu, vì lòng hờn cầm nuốt bao ngâm người nhục, thèm lòn thân sống bên quân thù chờ tham báo quân bình. Sao trả hàng sống bên giặc để lấy tính à? Không, tôi không tin. Thề chừng có hương linh, cha già soi sáng lòng. Bẩm chủ tướng, bồ câu đưa tin giặc bấy lâu nay là do Triệu Thiếu Chủ đã âm thầm dò thám. Đại quân nơi vì mang nặng hờn căm với bọn sói lang xeo dậy quê cha đất tổ. Chiều đắng cay đau khổ lòn cuối, bọn xâm lăng để thăm cả đã trong bàn tay anh nắm giữ, vội vã trở về để sum họp cùng em. Trinh muội cuối sinh để đầu cùng anh, mong lòng huynh thứ tha một lần. Trinh này đã hiểu sai về quân. Không, Trinh muội chân xài lang, trong lòng anh dâng lửa thiêng, muốn cùng em phất cao ngọn cờ. Triệu Trinh Nương, người em gái nhỏ
những tấm lòng em cao lớn tựa mây trời. Sông pha hỡi bao quân nghĩa binh, lời ta thề có cao xanh, đánh quân tham tàn xâm lăng, mong cầu đất trời.
Một ràng hoa tay thật lớn cho Phương Nhi và Quốc Đại. Con ơi, con thì nhỏ tuổi quá, mà con cho cô tin đây là bà Triệu Thị Trinh luôn. Và có nhiều lúc á, cô sợ hết da gà, cô rất là tin là con là Triệu Thị Trinh. Đặc biệt á, là anh Đại, anh có cái giọng hát hay quá. Và khi mà hai thầy trò hát lên, nó trời ơi, đã dễ sợ. Và khi mà mình làm diễn viên thì cô Việt Hương có nói là đêm nay chấm cái thần ha. Con có cái thần thái của một cái người nghệ sĩ để đi ra biểu diễn. Và cô tin chắc là bà tướng này ra trận sẽ thắng. Tại sao một tiết mục làm cho trái tim cô cảm thấy rất là lay động? Bởi vì mình nhìn thấy được sự làm việc quá nghiêm túc của cả thầy Quốc Đại và của cả con bé Phương Nhi, của cả một tập thể, cả một ekip rất là lớn bên cạnh thầy Quốc Đại đã làm cho con. Bản thân bé Nhi là cô đã đánh giá con rất cao từ những ngày đầu, và cô rất yêu giọng hát của con, một giọng hát đa màu sắc. Và ngày hôm nay con thực sự là tỏa sáng, bởi vì con rất là đẹp. Đẹp trong ánh mắt, đẹp trong giọng nói của con, đẹp trong cách diễn xuất. Và một lần nữa cô xin được đứng lên để chúc mừng cho thầy Quốc Đại và bé Nhi trong đêm chung kết ngày hôm nay. Chú dòm xuống dưới cái bảng này của chú thấy để là dàn dựng là cô Bình Tinh phải không con? Trời, hợp lý luôn. Chú Quốc Đại đã mời được cô Bình Tinh quay trở lại cùng với chương trình để mà dàn dựng cho con một cái tiết mục đúng là cái sở trường của cô Bình Tinh luôn. Đóng cái vai Triệu Thị Trinh không đơn giản. Đây là lần đầu tiên chú Nghĩa coi trong một cuộc thi dành cho các con mà lấy nhân vật Triệu Thị Trinh ra. Quá hay đi con ơi. Những vòng trước thì chúng ta chỉ thấy bé Phương Nhi là hát là nhiều, hoặc là có một tuần con cũng làm cái ca cảnh mà Hồ Quảng đó, thì lúc đó vũ đạo không có nhiều. Nhưng mà qua tới cái tuần này đêm chung kết, con làm chú Nghĩa rất bất ngờ bởi cái vũ đạo chắc đẹp và khỏe lắm của con. Phải nói rằng là cô Bình Tinh cũng như thầy của con đã trau chuốt cho con từng đường nét một để con diễn ra được cái thần thái của nhân vật Triệu Thị Trinh. Giọng hát là không có bàn đến, là bởi vì giọng hát con đã hay từ đầu chương trình tới bây giờ rồi. Cảm ơn con, cảm ơn thầy Quốc Đại, cảm ơn cô Bình Tinh đã mang đến một tiết mục tuyệt vời cho đêm chung kết này. Mình thường nghĩ rằng là nghệ sĩ Bình Tinh của chúng ta hồi nãy giờ mọi người đang nhắc tới và cảm ơn rất là nhiều. Và cô ấy đang đứng len lén ở đằng sau cánh gà thôi. Một tràng hô tay cho nghệ sĩ Bình Tinh lên sân khấu được không ạ? Dạ bận lắm á, mà nó hôm nay mấy giờ con thi vậy anh? Em phải chạy lên coi em mới yên tâm. Xin mời Bình Tinh. Không biết là cảm giác của Bình Tinh như thế nào khi đứng ở phía dưới và xem hết tất cả những sự nỗ lực và cố gắng của hai thầy trò. Xin mời Bình Tinh. Thật sự bây giờ thì không biết nói gì hết. Khi mà nhìn thấy bé Nhi đã làm được tất cả những cái gì mà cô Bình Tinh truyền đạt, từ lời nói, từ tư tưởng cho tới tất cả những bộ tịch vũ đạo mà Bình Tinh nghĩ là trong một khoảng thời gian ngắn có thể là Nhi sẽ không tiếp thu được. Nhưng một cô bé rất là nghị lực và rất là giỏi. Và xin cảm ơn thầy Đại đã cho Bình Tinh có duyên và gặp được một cô bé rất là đáng yêu này ạ. Cảm ơn Bình Tinh rất là nhiều. Và mình sự tin chắc rằng không chỉ riêng nghệ sĩ Bình Tinh đâu, còn rất là nhiều nghệ sĩ đến từ hai lớp học ngày hôm nay đã hỗ trợ rất đắc lực cho tất cả các bạn tài năng nhỏ của chúng ta. Và ngày hôm nay một tràng hô tay chúc mừng cho tiết mục vừa rồi của Phương Nhi đến từ lớp học của thầy Quốc Đại. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ. Sống giữa căm hờn.
dựng lại túp lều tranh trơn đổ nát điêu tàn. Nghe vang giọng tiếng chài gõ nhịp anh mỉm cười rồi dội dã bước nhanh. Chén rượu cần em mang đến mời anh tiệc cơn sao nhân tình nghe đậm đà. Kể từ ngày anh cho Trung Hậu. Xin cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Chị Việt Hương ngày hôm nay với phần trình diễn của Trung Hậu thì chị đang cảm xúc như thế nào ạ? Hồi nãy con cái tuần trước con hát xong con khóc quá. Tuần này hát xong cười te tét là biết tự tin rồi, đúng không? Nhưng mà có một cái này cô Việt Hương với cô Đệ, chú Đệ Nghĩa hai đứa nè, nói cái y chang nè, nhắm mắt lại nghe giống như cô Thanh Kim Huệ. Cái con vừa mới cất lên cất phớ phớ rồi cái con nhắm mắt lại cứ quay qua chú Nghĩa, cái hai đứa là Thanh Kim Huệ tự nói trong bụng luôn. Dạ. Hiểu không? Mà con biết không, cô Thanh Kim Huệ là giống như là một biểu tượng á. Khi mà mình hát cái gì mà cái giọng hơi gió lên cao mà khó đó là sẽ nghĩ tới cổ, mà con làm được cái điều đó, nhịp chắc, hát tốt, ngọt ngào, còn gì để cãi nữa chứ, giả gạo ra thành nước rồi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ xin mời chú Đại Nghĩa. Con hát thì vẫn hay, cái giọng con vẫn là như thế. Nhưng mà để gọi là có gì đặc sắc và ấn tượng hơn với chú không? Thì con không ấn tượng với chú như tuần vừa rồi. Lẽ ra càng vào sâu bên trong thì mình phải càng có những cái sự đột phá nhiều hơn nữa. Các bạn khác cũng vậy. Khả năng các bạn thì các cô chú đây nhìn thấy rất là rõ. Nhưng mà mỗi một tuần các bạn cố gắng làm một cái điều gì đó nó mới hơn, nó hấp dẫn hơn, để nhìn thấy wow, Trung Hậu bữa nay nó hay hơn tuần trước, nó khác tuần trước rồi. Nha, cảm ơn con. Cảm ơn chú Nghĩa. Còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Đúng là cái giọng của con nó như là cái chuông vậy đó. Nó rất là vang và nó rất là đẹp. Cái tuần này á, con hát chắc chắn hơn. Tuy nhiên là con nhớ giùm cho cô là
phải có cái thần khi mình biểu diễn. Tại vì bây giờ không phải là mình có năng khiếu hát không, mình hát ở trong trường, ở trong xóm nữa, mà mình đang bắt đầu dần chuyên nghiệp lên, đi thi những cuộc thi lớn hơn, lên TV, sân khấu lớn ha. À, nhớ cho cô là các ca sĩ hơn nhau là ở cái thần, ở cái cách mình biểu diễn trên sân khấu nữa, chứ không phải chỉ là giọng hát không nha con. Dạ. Cô chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Một tràng hô tay nữa chúc mừng cho Trung Hậu đến từ đội Mang Nguồn Sắc. Các tài năng diễn tiếp theo nhé. Dạ, con xin chào quý thầy cô và các khán giả. Con tên Trọng Phạm Mai Anh. Năm nay con 10 tuổi, con đến từ thành phố Long Xuyên. Hôm nay con hát bài Anh Bảy Nhớ Mẹ của nhạc sĩ, ca sĩ Đình Văn. Xin quý thầy cô và các khán giả cùng thưởng thức ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn đâu. Anh bấy ngồi nước mắt chưa chan, lòng bồi hồi nhớ quê gia chiến, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi. Lòng bồi hồi nhớ quê gia chiến, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa. Một tràng pháo tay cho Mai Anh. Con có nghe trong giọng hát của con thì có run không hề nhẹ. Bạn phối của con á, phải chi mà nâng lên một tông nữa cho nó sáng giọng con, thì sẽ những cái nốt thấp con sẽ không bị mờ. Và khi mà mình run á, mình xử lý nốt thấp rất là khó. Đã vậy bản phối còn thấp nữa thì lại là một cái điều không có tốt cho con. Tuy nhiên rằng trong lòng cô đã chấm con được 8 điểm rồi, bởi vì là cái ngân này, cái luyến của con rất là tốt, vẫn còn một số hạn chế về cái âm vực thôi. Thử con cái này thử nha, bây giờ cô My lên đó, cô My kiểu cho bé nó hát lại coi chị thấy coi nó có khác gì không nè. Bài một bài nào quen hơn? Dạ bài Giọng Cổ Buồn. Rồi okay. Cô kiểu trước cho con nha. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông loan ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại dần trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc. Nức nở dần trăng non hai đứa vẫn hẹn hò. Cô mến ơi, cô hãy bấm nút xanh liền. Chúc mừng con, ngày hôm nay thật sự là chú thấy là con hơi hồi hộp, con hơi đúng run một tí. Đó, có cô My ở đây rồi chắc chắn là con sẽ yên tâm hơn với những cái tiết mục về sau của con. Khi mà con hát bài này á, với tạo dài màu này, rồi con có biết không, đằng sau sân khấu của con á, cái đèn LED á chiếu lên cái ôi sao mà nó đẹp dữ lắm con ơi. Thầy Đại thích một cái chỗ là con hát là phải chỉ có thằng bay về. Ban đầu á con ra này thì con bỏ nhỏ cô vẫn chưa có bị thuyết phục lắm. Tuy nhiên rằng đến cái câu mà phải chia có thành bảy, đúng rồi, lên được chứ có đó, cái đó mới quý đó, nó đã không phải dễ ai cũng hát được cái chữ có đó, đúng không? Nghe thương nghĩa sợ thương ha. Đúng rồi, rất là nói giỏi. Chung là con có cái tình cảm ở trong đó, và ngày hôm nay con đã thuyết phục được một lớp học của mình rồi, và chúc cho con sẽ được rèn luyện nhiều hơn và con sẽ tự tin hơn ở tiết mục tiếp theo nha. Chúc mừng cho con về với đội của cô Huỳnh Mến và cô Tommy. Kết thúc những phần biểu diễn rất thank you.
khắp nơi như là biển khơi. Chồng chơn mái tranh ngồi lên giữa ngọn triều dân, những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh. Bao ngày trôi qua lũ cao dâng thêm nữa rồi, không còn nhận ra tiếng ai đi tìm Trúc Mai. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Cái bài này chú Nghĩa nghe nhiều lắm rồi, nghe rất là nhiều người hát, từ người lớn cho tới các con, trong nhiều chương trình khác nhau. Nhưng mà mỗi một lần nghe chú đều có cái cảm xúc nó như nhau cả. Bởi vì khi mình nhìn thấy cái hoạt cảnh này, khi mình nghe cái giai điệu này, cái ca từ này, thì mình nhớ lại những cái nơi mà mình đã đi qua, những cái vùng lũ mà chú Nghĩa đã từng đến. Thì ở đó bà con người ta cũng đã có rất là nhiều nỗi cái thống khổ như vậy.
Nhưng mà cái điều hay ở đây là con là một cô bé còn rất là nhỏ. Không biết rằng con đã từng đến những cái vùng lũ như thế này bao giờ chưa? Các con đã từng chứng kiến người dân đau khổ lao đao như thế nào mỗi cái lần thiên tai như thế này hay chưa? Mà con có được cái cảm xúc như thế trong cái giọng hát của mình, trong cái sự biểu cảm trên gương mặt của con. Con được lợi thế là cái gương mặt của con nó rất là thiện cảm với người xem. Cái gương mặt rất là đào thương. Cái mặt y như cô Việt Hương. Chú bị tuột mút luôn con. Cô nghe Hương xong mà tuột lúc mút. Lúc con vừa xuất hiện cô nói trời sao giống tôi thu nhỏ. Năm nay con 42 tuổi chưa? Bạn mới có 10 tuổi à chị ơi. Nhìn như giống y như cô Việt Hương. Tại vì cô thích bận áo bà ba đó. Không biết bình thường khi con mặc trang phục của con á thì như thế nào. Nhưng mà khi con mặc cái trang phục này trên sân khấu áo bà ba và cột cái tóc chỗ này, nhìn con rất là hợp cảnh, hợp tình, hợp tất cả mọi cái. Ý trang cô Việt Hương hát. Chị nó nghe là cho em đầy cảm xúc em nói với con được không? Tại tôi thấy tôi bận áo bà ba mà sao không tôi được so sánh thì chị? Không, chị bận đồ bà ba là giống bà hội đồng hơn chị ơi. Trời ơi chị, đó. Lâu lâu cho tôi đẩy xuống thiếu nhi thích. Bé cái mặt nó thánh thiện. Con thích cô không? Dạ thích. Đó thấy chưa, thích giống á. Thường thích hay giống lắm. Thì với cái gương mặt này của con và với cái giọng hát này, con hoàn toàn có lợi thế với cái giọng nhạc dân ca trữ tình. Mà đặc biệt thầy con là thầy Quốc Đại nữa. Trời ơi, vô cái này là trùm phé luôn rồi còn cái gì. Chị đâu có gì để nói. Bởi vì chị thấy giống chị là chị thấy êm êm rồi. Áo bà ba được cái đẹp lây tràn qua cái màu sắc là của con bé Tô My. Đứng cái đứng tướng dẹo 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 đứng tướng dẹo dẹo nữa. Bận bờ bà ba ra mà diễn trời ơi thấm mặt đậm. Thương dễ sợ. Tràn ra tới đây mà cái mặt nước lũ dâng cao là cao tới đâu bắt nước tới đó. Hiểu không? Thấy thương hết sức luôn. Dạ. Biểu cảm tốt, đẹp gái, bận bộ bà ba. Chịu quá rồi đẩy ra nguyên một tớp diễn phụ trợ nữa. Cô My thấy sao cô My? Dạ em là em chịu từ vòng trước kia chị mà không bấm về đội em buồn hết sốt kìa. Tại sao vậy My? Vòng trước là em với anh Đại là giành giật nhau mà muốn sốt lộn con, tại sao con không quyết định? Thường là con nít thích mấy cô đẹp lắm mà sao con không quyết định về đội cô My? Dạ tại con thích chú Đại hơn. Tại sao? Tại sao? Tại sao thích chú Đại hơn? Đẹp trai. Trời ơi, tôi té ghe luôn, Trời ơi, bác nịnh thầy mà nịnh ra thời của ông tới đâu, thời của Đại tới đâu. Cô Việt Hương với lại chú Đại Nghĩa đó, à con thích ai hơn? Con thích cả hai. Yeah, con tìm. Giữa cô Đam Trang với chú Minh Xù con thích ai hơn? Ai con cũng thích hết. Trời ơi, bà này được cái dễ dãi. Quá hậu thân thiện là con đó. Đây, trao luôn nguyên cái dương miệng. 10 điểm ứng xử là con đó. Xin được chúc mừng Trúc Mai, cảm ơn con với tiết mục của mình. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi tiết mục tiếp theo quý vị nhé. Xin mời. Hãy subscribe.
còn ngàn năm cứ rơi hoài để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè. Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá trời xa mưa giông cho buồn lòng đứa con xa xứ. Dòng con với bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ lại đông đây. Trên đời
Và đó chính là Trung Hậu. Xin được cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Con biết là lúc con hát á, cô Hương phải kêu hết cả mọi người nhìn giùm tôi có thằng bé hay là một cái ông cụ 60 mấy tuổi bận bộ bà ba đứng hát. Cái giọng con nó già tới như vậy. Mà điều quan trọng là con giống cực kỳ Hoài Linh đó con biết không? Bận cái bộ bà ba nâu, ốm tông, ốm teo. Đứng ở trên cầu tôi lo hết sức, tôi sợ gió rớt ông xuống dưới. Rồi ông đi lẩn thẩn ông xuống đây, ông hát. Tôi cứ hỏi nó chắc nó 60 mấy rồi. Chiều tới cái ngày mà chiếu cái này nè, cô cầu mong cho nó mưa thiệt. Rồi ngồi ở nhà rồi mở con lên con hát. Con cảm ơn. Nhưng mà điều quan trọng nữa là cái vũ đòn của con diễn sâu lắm con biết không? Cầm cái cây chống chống đi, lum khum như nè. Thấy thương quá. Mặc áo tơi cho vừa lòng. Nó ra đó nó nằm bẹp xuống. Trời đất ơi. Rụng tim. Không còn gì để nói nữa. Chắc đè hung. Con trai. Xuống cho tôi hung cho cái đè. Cô hung hung một cái con. Con ở đâu? Dạ con ở An Giang. An Giang hả? Trời ơi cho cô bắt tay con cái nghe. An Giang ở khu vực nào con? Con ở chỗ nào của An Giang? Dạ con ở Kinh Đào. Kinh Đào hả? Chú Nghĩa hay về An Giang lắm. Chúc mừng quê hương An Giang. Có một thằng nhỏ thật thà dễ thương, hát hay đụng nóc nha. Nghe con. Thôi gì để con. Cô đăng trai xin mời cô. Với những cái màu sắc âm giọng như thế này á, là nó lợi thế về cái âm vang sáng. Bởi vì đây là giọng tenor, giọng cao. Thành ra là chắc chắn là sẽ bị bất lợi ở những nốt thấp, nốt trầm. Cho nên thứ nhất là mình chỉnh cái tông của bé. Thứ hai nữa là tụi con phải qua nhiều thời gian, 5 tháng thì tụi con lớn lên, cái giọng của tụi con sẽ đầy đặn hơn. Cái đó là tự nhiên thôi. Còn riêng cá nhân cô thì cô thấy hôm nay con hát rất là cảm xúc. Có những cái giọt nước mắt ở trong câu hát của con. Hiểu được cái nhân vật của mình, cái bài hát của mình. Con có cái ưu thế hơn các bạn, đó là con hát được cải lương. Vậy thì cô khuyên con nên tự tin lên. Bạn nào ra sân khấu cũng giống nhau thôi. Mình có lợi thế thì mình phải hiểu được cái lợi thế của mình để mình càng tỏa sáng hơn nha con. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Cảm ơn ban giám khảo. Một tràng hô tay cho Trung Hậu. Chúc mừng con. Mời con vào trong. Kính chào ban giám khảo, quý vị khán giả và tất cả các bạn. Lời đầu tiên cho con được gửi đến quý vị là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Con tên là Hồng Ân. Đến với phần dự thi hôm nay, con xin trình bày một ca khúc được mang tên Hò Ren Lên Gãy. Quý vị khán giả hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho em bé Hò Ren đi nào. Dạ con cảm ơn rất nhiều. Cô chú chờ con một chút. Con nói cái này với chú âm thanh rồi con hãy thi nha. Chú ơi chú, con hát bài này có một đoạn đầu, con hát không có nhạc. Chú canh chừng nào mà con gần dứt lời á, chú hãy mở nhạc, chú đừng mở quá sớm hay là quá trễ nha chú. Con cảm ơn chú. Ha ha.
Lắc nè, 2, 3. Trời ơi, tôi phải cắn chỉ một cái thôi. Ngon quá thưa quý vị. Trời ơi, đáng yêu dễ thương quá đi. Nãy nghe con hát cái gì mà có gì bù lon gì đó. Hát câu gì con hát lại được không? Chị đi ra về rô về ti. Chị đi ra la 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 la. Chị đi ra về rô về ti. Chị đi ra la 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 la. Quý vị nghe quý vị có hiểu gì không? Tiếng dân tộc. Người ta tiếng ND mà. Đó, trời. Không có hiểu gì hết trơn trời á. Con hiểu không? Dạ con cũng không hiểu. Quá đáng yêu thôi quý vị, đúng là lớp tài năng nhí. Có thể là bé phát âm chưa có chuẩn, nhưng mà cái phần trình diễn hết sức tuyệt vời. Mời giám khảo Thanh Bạch. Nãy giám khảo Thanh Bạch là thấy cuồng nhiệt nhất với tiết mục của con á. Con thích hát nhạc êm dịu hay là thích hát nhạc có nhảy múa? Dạ đủ thể loại. Trời ơi! Luôn, thấy chưa? Vậy là con hơn chú rồi. Con thích hát nhạc Việt Nam hay nhạc nước ngoài? Dạ nhạc gì cũng được. Thấy chưa? Thế hệ mới vậy đó. Chú Quang Lê cũng có hát tiếng Anh đó con. Chú hát bài Việt Nam mà tiếng Anh. Con hát bài tiếng Anh hoài. Con hát luôn. Thử coi. Hát thử lên đâu. Love in your eyes, city silent by my side, going on holding head. What have blue the night? Hold me up, hold me tight, lift me up to the dark sky. Teaching me to love. Ôi giấu lại đi con. Còn nữa, nếu mà con mà vô vòng trong, con phải làm nhiều. Bây giờ mình phải giấu bớt. Giấu nghề, giấu nghề con ha. Giấu bớt. Bây giờ mình để lộ ra hết ủa. Con ước mơ sau này lớn lên con làm vũ công, làm diễn viên hài, ca sĩ hay là phi công? Dạ ca sĩ. Ca sĩ. Trời ơi. Ca sĩ. Mãi luôn truyền cho thấy hề mai sao. Trời ơi, cái tập này là mãi lưu truyền hay sao đây? Cái cặp sóng thần này nha. Con cầu thần chú đó nha. Đúng rồi. Tính dựng dòng sao cho mấy đứa nhỏ nó ca câu đó. Mấy người này ca riết thôi hết dám dựng luôn rồi. Hồi nãy chú thấy con á, ngoài tài năng ca hát nhảy múa ra nha, còn có khả năng làm MC nữa đó. Ừ, giờ con thay chú giới thiệu tiết mục tiếp theo được không? Làm luôn nghe. Dạ. Giới thiệu tiết mục tiếp theo. Để chú nói nhỏ cho con nghe xem con nói với mọi người nha. Kính thưa quý vị khán giả, tiết mục tiếp theo của hai chị Bích Châu và Bảo Châu, tiết mục nhảy múa. Một tràng pháo tay thật to. Cảm ơn con. Hôn tôi một miếng coi. Trời ơi. Hùng một cái mà tuấn té luôn. Chú Đại Nghĩa ơi, con bao nhiêu tuổi? Con nói cho cô Đăng Trang biết con mấy tuổi nè. Dạ con 5 tuổi rồi. Giỏi không? Trời dạ đàng hoàng. 5 tuổi sao đẹp ngắt gì không? Con nặng nhiêu ký nói cho cô Đăng Trang nghe luôn. Con 21 ký. Hả? 1 ký. Con có biết con cao bao nhiêu không? 80 mấy, 90, 90 mấy gì không biết không? Chắc không đâu ha. Thôi để cô ra làm sao, con hỏi mẹ con sao. Rồi, không, mẹ con không có đi theo. Con đi với ai? Chỉ có cậu ba dẫn con đi thôi. Trời ơi. Cậu ba tên gì? Thì cậu ba là cậu ba. Đúng rồi, cậu ba ở nhà kêu cậu ba. Sao biết tên, cô đang trang kỳ quá. Thôi giờ vậy nè con, bữa nay con tính ca hát, nhảy múa hay làm gì cho mấy cô chú coi vậy? Con diễn kịch làm MC. Trời ơi. Vậy là chỉ cần múa nè. Trời ơi. Coi như là mấy cô chú đây thất nghiệp gì con hết á. Cô chú nôn quá rồi còn vô luôn làm đi. Làm liền nha. Con làm sao đây? Được không? Ha. Rồi, chuẩn bị. Chúng ta đến với phần trình diễn của bé Putin 5 tuổi, 21 ký. Ô quý vị và các bạn, chương trình đã xa nhưng hình ảnh của mình lính vệ quốc anh hùng gan dạ vẫn là quan yêu đời, luôn tồn tại trong lòng mọi người. Hình ảnh ấy luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác trong đó có lĩnh vực âm nhạc. Ca khúc Âm Ba Hân đã nói về lộn rồi. Có hai là lại. Hai, ba. Ca khúc Âm Ba Hân với giai điệu sôi động, vui nhộn và dễ thuộc của nghệ sĩ Trần Kiết Tường là một minh chứng. Quý vị thân mến, cái khúc Âm Ba Hân đang nói về hình ảnh quyến mẫu có thật của người lính Hứa Hòa Hân quê ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Nghe đâu bác ấy đã gần 90 tuổi rồi và sống tại Biên Hòa, Đồng Nai.
dù thời gian trôi qua, bác ấy nay đã già, nhưng mảnh tươi trẻ, anh hùng lạc quan yêu đời, anh Ba Hân luôn tồn tại trong lòng ba mẹ. Ngay bây giờ tại sân khấu này, chúng ta cũng cảm nhận hình ảnh của người lính vui tươi yêu đời là ngày nào qua ca khúc Anh Ba Hân với phần trình bày của cô Tiên. Sao không nhửa đi nữa, nghe nữa cho nó đã. Đó đó thôi. Vậy vậy chứ con nói con biết rồi, nhảy múa nữa đâu, nhảy múa gì? Nhảy nữa. Dạ múa, cô múa. Đâu múa gì đâu, cô múa cho mấy cô chú con. Nón lá. Nón lá. Ê, có con nón lá không? Có nón lá. Múa nón lá mà có đội nón kết á. Dạ. Một cậu bé 5 tuổi như thế này mà nhớ quá trời thông tin luôn. Dẫn chuyện mà diễn cảm kia lên bỏng xuống trầm thấy thiệt là hay luôn vậy đó. Ngô tập cái bài này lâu không? Dạ lâu. Tập nhiều lắm sao khang tiếng à? Con bệnh rồi. Bệnh rồi hả? May là con bệnh mà con diễn máu lửa vậy đó. Dễ thương hết sức luôn. Mời các cô chú nha. Mời chú Thanh Bạch. Lứa tuổi của con mà cái văn nó khó, cái nội dung nó dài. Dạ. Chứ đâu có đơn giản, có tên riêng nè, có năm, có số liệu, có quê quán nữa. Thì tất cả những điều đó gom trong một cậu bé 5 tuổi, 21kg như vậy thì vô cùng ngưỡng mộ. Chú Thanh Bạch ngưỡng mộ con rồi đó. Không biết cô Thanh Thằng có ngưỡng mộ con không ha? Quá ngưỡng mộ đi nữa. Tại vì khi nãy con đọc chuyện có những cái mà con đọc nhỏ nhỏ cô nghe không rõ, nhưng mà những cái nhấn mạnh của con cô hiểu. Bắt đầu cô hiểu liền, giống như là cô nghe mà người Tây mà họ nói tiếng Anh vậy đó. Họ nói mình không hiểu, nhưng mà họ nhấn được, họ quơ cái tay đó mình biết họ hiểu họ nói gì rồi. Hay lắm con ơi. Bỏ mỏ xuống con cuốn cái mỏ không vô. Nói chung là con rất là thông minh, phải nói rất là thông minh. Thôi bây giờ làm vậy luôn đi cho rồi, là chắc là vậy đi, chắc ai cũng vậy. Ủa vậy cái chị đó con rồi, quyết định vậy đi. Quyết định vậy luôn đi. Các vị giám khảo đều quyết định chọn con. Chúc mừng cô Tiên. Cảm ơn giám khảo đi. Cảm ơn ban giám khảo. Người dân quê tôi dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngô cuốn dòng phố xa. Đường qua trường cánh có người bạn qua, tùa trẻ tùa hiếu ta lư thiền. Lao động miết mài ruộng xóm đồng
những năm dâu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Ai có đi xa nơi chốn nhau cánh rung mới tâm tia đổi nhớ nhung và viết trong lòng. Hương vị muốn nước lèo đặc sản quê em, bánh bia dùng thơm ngọt lòng trao du khách. Điệu múa lâm tôn đêm chùa giới khai hội nói nhân ân tình của lữ khách phương xa. Một tràng hoa tay cho Trung Hậu. Wow, tiết mục rất là hoành tráng đúng không ạ? Chú thấy có một đoạn rất là vui, đó chính là con hát xuống xề cái con giật cái mình. Cái trời, chú ngồi dưới chú cũng muốn té ghế luôn. Quá trời đi, 12 người, thường vũ công là chỉ 8 người thôi. Dạ. Tại vì sân khấu này mà, đây chơi 12 người lại lấy dân số đè luôn. Đã vậy chương trình còn đàm đầy đủ hết cừ cỏ ha, ra tới lúc mà gặt được lúa. Những chỗ nào nhỏ con tôi nó hát nó bị đơ đứng chỗ, cái là cái vàng bọc bọc nhỏ liền. Tại vì biết ông xảo thuật của huấn luyện viên quá dữ dội. Ông thấy chỗ nào không được, ông đẩy vô, ông xào, ông trẻ, ông đưa người, đưa gái đẹp qua, tôi lo tôi ngắm gái đẹp. Tôi quên hết trơn, nó xuống chữ bờ một cái, tôi lội qua bờ luôn rồi. Nhưng mà tại vì con hát hay con ơi, con cái cố chất của con, cái giọng con hay, nó nít mà hát phải chật chứ đâu hát trúng bài của Trang, lâu lâu phải chật mà. Dạ. Nhưng mà tôi khoái, bởi vì á, con hát xuống chữ bờ mà con thấy con chưa vô được tới bờ, con giật mình, cái duyên lắm. Cảm ơn cô Diệt Hương, còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Con có một cái chất giọng rất là đặc biệt, rất là tự nhiên. Và do cái giọng của con nó quá vang, quá sáng, cho nên khi con hát, con cảm giác nó bị cao hơn cái bình thường. Và cô mong là con phải tự biết mình đã có được cái giọng hát hay rồi thì mình phải kiểm soát chặt chẽ từng cái nốt nhạc của mình khi mình hát nha con. Nhất là mình hát cải lương nữa đúng không? Cảm ơn bà giám khảo. Còn thầy Quốc Đại nè, cô Phạm Lịch nè, có chia sẻ cảm xúc như nào mà đã lên tới đây rồi, mình thầy thì không thể nói là tại bị cái này cái kia, nhưng mà xin phép là chia sẻ thêm. Bởi vì ca cổ thì khi mà hát giọng cổ thì con chỉ có một, có thể hát một cái dây đó thôi, cái tâm đô thứ thôi, là cái dây đó là tâm đô thứ của giọng cổ. Mà cái bài khi mà một cái bài tân nhạc là Sắp Sờ Bay Sóc Trăng thì khi mà con hát chính thì nó không phải là cái tâm đô thăng thứ. Nên khi mà cái chuyển từ một tân nhạc qua vô câu giọng cổ, có lẽ là con chưa quen, thầy Đại đưa ra một cái bài hơi khó chịu với con. Đây là một cái rút kinh nghiệm của thầy nữa. Và đặc biệt là dòng này thì Hậu chỉ có một ngày một để tập được với Quốc Đại. Tại vì cái lịch thi đang là cái lịch kiểm tra học kỳ của con ở trường. Nên hôm nay con đã làm như vậy thì thầy cảm ơn con rất nhiều, là con đã nỗ lực rất nhiều. Dù có đi tiếp hay không, con hãy tự tin đi, bởi vì ban giám khảo rất thích giọng hát của con. Cảm ơn thầy Đại. Rồi tự tin lên, chờ kết quả. Một tràng hoa tay nữa cho Trung Hậu. Điểm thì bỏ mần cuộn luôn đi. Nếu mà gớt thì về mần cuộn tiếp. Bye bye bà con nha.
Xong chưa anh Sáu? À, anh xong rồi. Chào ạ. Trời ơi, ông Sáu ông nhiêu tuổi vậy? Qua đây, qua đây, qua đây đứng ông Sáu. Ông Sáu nhiêu tuổi cô đang trang hỏi kìa. Con không biết. Trời ơi, ông già, không biết. Ông cẩm không biết. Nhiêu tuổi, tuổi rồi con bao nhiêu ký con biết không? 21 ký. 21 ký. Số tuổi không biết nhưng mà số ký thì biết. Trời ơi. Giờ giám khảo cho 10 điểm mới đi thi hả? Không, cái đó diễn thôi chứ không phải nói thiệt. À, cái đó là trong cái bài diễn mà. Bài diễn thôi. Giờ cho rớt à, cho rớt vậy làm ruộng nha. Giờ mừng ruộng. Mừng ruộng à. Chịu không con? Chịu không? Con không biết. Con không biết. Con không có biết cái gì hết trơn trời á. Rồi bây giờ con muốn nghe giám khảo nói không? Trời. Con muốn nghe ai nói trước? Chú Hoa Linh. À chú, sau khi nghiên cứu rất lâu chú Quay Linh. Dạ mời chú Quay Linh. À, về cái nhanh nhạy của Putin thì có lẽ là quý vị ai cũng biết rồi. Và cậu này là đang rất là hot ở trên mạng. Và Linh cũng đã làm việc với Putin trong một cái phim. Và Putin là một cái người rất là nhạy bén. Cái cách ứng xử của cậu ấy cũng rất là hay. Tuy là nhỏ nhưng mà nói chuyện rồi từ ngữ rồi giỏi lắm. Ngày hôm nay nghe con hát bài này cũng đã. Nghe con diễn bài này cũng quá hay. Dĩ nhiên là có một cái đoạn nó hơi chệch choạc là cái khúc mà hát vô cái lòng của câu giọng cổ đó. Thì nó hơi chệch choạc chút xíu. Nhưng mà với cái tuổi của con như vậy thì chú bỏ qua. Ráng cố gắng tập cho kỹ hơn nữa nha. Nghe không con? Nghe con? Dạ. Dạ. Rồi mời cô Thanh Hằng. Ơi ơi, cô nói thật với con nha. Chú Hoài Linh nói như vậy là đầy đủ quá ý nghĩa rồi. Nhưng mà cô nói thêm cái nữa là cô chịu là tại vì con cái sự đam mê của con đó. Con giỏi quá, con có đam mê cho nên con mới học thuộc từng chữ, từng tỉnh, từng quyển, từng cái coi như là từ cái bánh bía mà con cũng nhớ nữa. Thành ra là cô chịu. Cô Hằng cũng chịu luôn. Ủa nó nghe nè nãy cô giờ. Cô Anh Hằng, ở nhà con có bánh bí Dũng Thơm á. Ừ vậy đó hả? Giỏi. Sao con không mang tới đây? Không được. Sao vậy? Mẹ nói là không được đem cho ai hết, chỉ cho mình mẹ ăn. Trời ơi. Chỉ cho cả nhà con ăn thôi à. À cho một mình mẹ con ăn thôi hả? Ở nhà mẹ con gì? Thật là thảo ăn. Ở nhà mẹ con ham ăn luôn. Trời ơi. Trời ơi. Mẹ đút con ăn nguyên cái chén đầy. Ép con ăn nữa. Cho nên con mới mập vậy nè đúng không? Cho con mới khỏe, con mới trí nhớ. Mẹ con muốn con ăn nhiều để con mau lớn thôi mà đúng không? Vậy đúng rồi. Rồi. Nãy trong cái tiết mục vừa rồi của con á, con có thiếu sót cái chỗ nào không? Lúc mà anh bốn không đi mừng ruộng đó rồi sao nữa, nãy con bị thiếu nãy, đó. Nãy con mới thấy con chào từng người mà. Cái nhạc nó gần. Đúng rồi. Nó gần bái để con hát, con chụp nhạc con hát luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ nhạc nó đoạn đi. Nhạc mà con chụp luôn á. Nhạc tức là phải chụp hát liền chứ không thôi là trễ nhạc. Không phải con chụp bằng cái tay mà con chụp bằng cái miệng. Thì đó. Thì chú đang diễn tả cho người ta dễ hiểu đó con. Tức là con chụp nhạc vậy nè, đúng không? Cô Tiên có một đặc điểm là diễn xuất á rất là tập trung mà thậm chí là ứng đối liền. Cô Đoan Trang vừa vẫy tay chào là đã vẫy tay trả lời lại liền. Nhưng mà một mặt khác thì rất là tỉnh táo. Nhạc vô là luôn đúng chứ không phải mãi mê diễn mà quên nhạc. Thì cái điều đó Putin có thể kiểm tra được bản thân mình thì quá tuyệt vời là lứa tuổi của con. Đúng không? Mà đặc biệt cái miệng con làm vậy có duyên lắm đó. Chú Đại Nghĩa làm giống vậy được không? Thấy ghê. Dạ thôi bây giờ thì mời các vị giám khảo hãy cho biết sự lựa chọn của mình nha. Xin mời giám khảo Thanh Bạch. Đi tiếp nha con ha. Giám khảo Thanh Bạch đồng ý cho con đi tiếp. Mời cô Đoan Trang. Con là siêu nhí, đi tiếp. Đi tiếp. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Cô đồng ý. Cô Thanh Hằng cũng đồng ý và chú Hòa Linh đồng ý. Chú Linh cũng đồng ý luôn. Chúc mừng con về với thầy chủ nhiệm của mình. Trời ơi, con là trường hợp với thầy lắm luôn á. Đây về cho thầy giáo bảo nè.
chào các thầy cô và quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Thị Hương, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Quảng Ninh. Và sau đây con xin trình bày bài hát Hình bóng quê nhà, mong mọi người ủng hộ con nha. Câu tre qua mấy con đê thắm đượm tình quên. Bao năm qua cách trở đường xa xôi ngược bom ba. Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. À ơi, con nước lớn chảy con thuyền giao nghiêng theo nhịp chèo bay ai ngã ngã câu hồ hồ ơi, gió đưa gió đẩy về rẫy ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Dần buông dần còn chờ ai như tóc em bay theo lòng thủy chung câu hẹn ngày xưa. Từ lúc chào đời chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè, ôi đẹp làm sao con ơi. À, con có thể hát một bài nào đó tiết tấu nó chậm hơn không? Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời lòng lộng không phụ kính công cha. Con nói chuyện thì đúng miền Bắc luôn. Khi mà con hát thì gây một cái sự ngạc nhiên đầu tiên đối với chú. Khi mà vào bài hát á, có lẽ là cái tiết tấu nó nhanh cho nên hát nó bị gấp, nó bị dồn dập và nghe nó không có điểm nhấn. Nhưng mà chú vẫn cảm nhận được cái giọng hát của con nên chú muốn thử một chút xíu nữa để xem cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Chúc mừng con. Với góc độ một người khán giả thì khi nghe con hát thì vẫn chưa chạm được tới chú lắm. Chú cần thêm một cái gì đó để có thể là mình hòa theo được cái bài hát đó nữa. Như vậy thì ở góc độ chuyên môn thì như thế nào thưa thầy Quốc Đại? Thầy không biết là con có mất tập trung hay không, nhưng mà cái đoạn đầu thì con hát có vẻ là không tròn trịa. Bắt đầu từ bài lý con mới tốt. Và thầy nghĩ là thầy Nam Cường đã mắm thì thầy chúc mừng con. Tại sao con lại yêu thích những cái dòng nhạc hát về gia đình cũng như là về quê hương như vậy? Dạ là tại vì nó là sở trường của con, với lại cũng có một phần giống như hoàn cảnh con.
sự là bước con ra nhìn cái áo dài của con là thấy thương rồi. Nó không quá sặc sỡ, nó cực kỳ đơn giản. Mà lúc nãy con nói những cái bài hát này nó liên quan tới cuộc sống của con, có thể cho mọi người biết một cái chút xíu gì không? Chị cũng vui lòng. Phải cảm ơn Cường. Con xứng đáng có một nút bấm ở vòng này để con có thể tiếp tục thể hiện ở vòng sau. Nếu như mà con cần bất cứ cái sự giúp đỡ nào về ca hát sau cuộc thi thì con có thể tìm gặp thầy Đại bất cứ lúc nào nha. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho con đã về được với đội của thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền, lớp học Xì Trâm. Và thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho đội của lớp học Xì Trâm đã tìm kiếm thêm cho mình một học sinh nữa rất ngoan và rất đáng yêu.
xin được chúc mừng cho Ngọc Thảo. Cảm ơn sự hỗ trợ của hai bạn vũ công trong phụ đoàn Gió Việt. Đây là Ngọc Thảo, 11 tuổi thôi, và thí sinh này đến từ lớp học của cô Tú My và cô Huỳnh Mến. Dạ, xin mời cô Trang. Con hát thể loại dân ca thì con ngân nhẹ lại chút xíu. Con ngân nhẹ lại chút xíu. Đúng rồi đó. Cái âm cao của con á, gọn lại chút xíu. Con có cái lợi thế là âm cao của con rất là sáng. Đó là cái ưu điểm của mình. Nhưng mà cần rèn giũa thêm nha Tố My. Rèn giũa thêm để làm gì? Để âm thanh sẵn có của mình đẹp hơn nha con. Tuy nhiên cái ca khúc này con hát khá là chín mùi á, cho nên đó cũng là một cái điểm cộng dành cho con. Chúc mừng con. Con được cái là một cái chất giọng con rất là sáng, mà con hát nghe nó lanh lảnh vậy đó. Mà nó mộc mộc sao á. Nó lanh lảnh, nó hay, nó bắt lỗ tai người nghe lắm. Nhưng mà cái phần đúng là cái phần ngân của con á, nó hơi nhiều. Cái giọng ngân của con rất là tốt, nhưng mà cái chỗ nào mình cần ngân thì hãy ngân, chứ không phải câu nào mình cũng ngân, câu nào mình cũng rung thì đâm ra nó bị nhàm, thấy không? Cái đó là cái độc đáo của mình để đúng cái chỗ đó, đúng cái đó thì mình rung bạc thì đã. Chứ còn giờ câu nào cũng rung bạc, ta tưởng mình bị trúng gió. Tại anh biết sao không? Tại bản thân của bé, cái chất giọng bé quá ngọt. Và cứ hở ra là bé rung, bé ngưng. Kéo từ Hà Nội cho tới Cà Mau vậy đó. Ủa, em tiết chế lắm lắm rồi đó. Với lại về một cái nữa, ở cái phần biểu diễn á, vì lúc con diễn á, nhiều khi con minh họa, thành ra mình thấy con hồn nhiên, thấy con ngô nghê. Lại trời, cái con cuối còn lại khán giả cái vậy đó. Ở đây á, chú Nghĩa cảm giác con và cái câu chuyện của hai mẹ con bà Năm này nè, nó không có ăn nhập với nhau, nó không có liên quan với nhau. Cảm giác giống như cái câu chuyện này là một cái câu chuyện diễn, bên đây là con hát, bên là cái chuyện của con, không ai kết nối với ai hết. Bé còn hạn chế về diễn xuất lắm. Okay. Sẽ cố gắng hơn nếu mình được đi tiếp. Dạ. Chúc mừng một tràng hỗ tay cho ban giám khảo và cả Ngọc Thảo nữa. Chúc mừng con. Và tiết mục tiếp theo sẽ được trình diễn ngay bây giờ trên sân khấu. Xin mời. Dòng sông, một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo qua con đò, và câu hò thân nước trôi xuôi. Buổi sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ, con đường nào dẫn đến một miền quê, một miền quê trời hanh nắng ruộng khô cằn sỏi đá, đợi mưa về cho lúa đơm bông. Quê mình giờ đây con sông xưa thỉnh có suối nhiều, kêu kẹt vọng buồn, hỏi mình khẽ khẽ con đường nào dẫn đến như ngày xưa. Ngày xưa đó mẹ già đứng cười giống lan tóc trắng, tre cuối làng cầu sâu vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng hội mấy trời đi hoài có rõ, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bầy chim sáo rộn nhau về xây tổ. Mưa sẽ về cho đá đơm bông. We'll be right back.
chưa buồn hỏi mình khẽ khẽ, con đường nào, con đường nào dẫn đến những ngày xưa đó mẹ già đứng cười rụng làn tóc trắng, trẻ cuối làng cầu sâu vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng hội mấy trời đi hoài có xó, con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui, ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về dãy tổ, mưa sẽ về cho đá đơm bông. Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về dãy tổ, mưa sẽ về cho đá đơm bông. Xin kính chào quý thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Dương Ngọc Hà. Nghệ danh của con là Candy Ngọc Hà. Năm nay con 5 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con rất vui khi được mặc áo bà ba, mang dép râu và đeo khăn rằn. Mọi người biết con hát bài gì không ạ? Con hát bài bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Xin mời mọi người cùng hưởng thức. Tuổi em vừa tròn đôi 18,
tay cho Ngọc Hà. Trời ơi, con ơi, cưng quá à. Con ơi, con cưng quá con ơi. Cô yêu con. Con ở đâu con xuất hiện vậy? Khoan, đúng em đó. Trời ơi, đừng lên đây làm gì nữa. Rồi, con ơi, đây là chú Quốc Đại nha. Đây là cô Tú My nha. Cô ơi, cô May này cao nãy là chú... cô đi chậm hơn chú thôi. Chứ không phải là cô muốn chậm hơn chú đâu. Trời ơi, cô yêu con quá. Chưa, bây giờ là chưa được đụng vô hiện vật. Con qua đây con, chú Minh Xù sẽ bảo vệ con. Bây giờ nè, để cho con gái em tâm sự chút xíu nhẹ. Nãy giờ con hát cái bài này, con hát xong rồi, con thấy như thế nào? Dạ vui. Vui, đúng không? Mọi người thấy hay không à? À, thật sự hồi nãy khi mà con bước ra, cái con giới thiệu tên con là thầy Quốc Đại là thấy chịu quá rồi. Rồi xong rồi con giới thiệu cái bài bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn, thầy Đại định nói thôi thôi con khỏi hát đi, con về đòi thầy Đại, đội của thầy Đại luôn đi. Giờ bà, nữ tự vệ Sài Gòn này mà bước ra cái là đối thủ là té rạp, không ai nở mà làm tổn thương cái người nữ tự vệ này, đúng không quý vị? Đúng rồi. Mà hát lên câu đầu là thôi là thầy đã thấy con nè, hát rất rõ chữ nè, cột hơi cũng khá vững nè, con về đội thầy nha con. Không biết sao cô bấm trễ hơn chú Đại không, tại vì là cô say sưa nghe con hát vậy đó mà cô quên bấm con luôn. Đến lúc mà chú Đại thấy đèn chú Đại sáng, cô nói chết rồi chưa bấm bé. May là con còn hát, cô bấm thì cô thấy ở con á, giọng con rất là khỏe nè, đặc biệt là cái nhịp rất chắc. Bởi vì theo cô thấy trong cái bài bản phối của con á, trong cái bài này thì nó có những cái câu chuyển rất là nhanh mà con trụ được cái nhịp, cái cao độ con vẫn giữ chắc được. Nên là con rất là tiềm năng con ơi, con phải về đội của cô thôi. Rồi, cái sự chiêu dụ đó đây đã hết. Con đội về đội với thầy đi. Biết sao không, thầy là fan hâm mộ của con. Hồi nãy giới thiệu tên là thấy quen quen rồi. Nói y hình như là Á hậu của Miss Baby Việt Nam. Đúng không con? Dạ đúng. Thầy ơi, thầy Đại là fan hâm mộ của con. Bây giờ con phải về với thầy Đại được. Cái bài đó xưa lắm rồi con ơi. Con thích công chúa Elsa không? Dạ thích. Đó, con có thấy cô giống công chúa Elsa không? Đó. Con gái, qua đây với chú Minh Xù trước, qua đây bình tĩnh con. Con yên tâm đi con vô đội thầy Đại thì con đi quay con cũng con gặp công chúa Elsa hả? Cô á, cô sẽ cho con thành một công chúa Elsa xinh đẹp. À, đó, con thấy chưa, lên sân khấu, bên đây là cô Phạm Lịch nè. Bên đây cô Huỳnh Mến nè. Cô là người làm chứng, hồi nãy á, là khi mà con vừa bước ra sân khấu á, chú Đại hào hứng vô cùng luôn. Con nhớ đoạn nãy con nói con bắn không? Con làm lại cái đoạn đó coi. Con nhớ đoạn đó không? Con đang là con bắn đúng không? Chỉ có con chỉ có bắn trúng cô với chú Đại thôi, còn hai người kia không bắn trúng. Thì đúng rồi. Phải bắn chú Đại với cô Lịch xỉu đi để về đội cô Mến chứ sao. Đúng rồi. Mình bắn đó là bắn tim đúng không con? Mình hương bắn mất gì mình bắn đúng không con? Không, bắn đó là mình bắn tim. Bây giờ cô hỏi con xíu được không? Dạ được. Con có thích nhảy múa không? Dạ thích. Ngoài hát cái thể loại này ra con có thể hát được cái nhạc nhảy không? Con biết nè cô con biết nhảy, nè. Nhảy con biết nhảy con biết đúng nè. Đúng không? Cô biết là con biết mà. Mấy bạn này biết kể bạn nó đi. Nói nghe nè, nếu mà con mà về đội của cô Mến với cô My nha, cô My sẽ huấn luyện cho con nè thành một cô gái xinh đẹp hơn. Giống như bây giờ con đã xinh đẹp đúng không? Con xinh sẵn rồi. Đó, đây chị đang nói. Bây giờ con xinh sẵn rồi đúng không? Cộng thêm nét đẹp của cô My nè, cộng với là cô Mến sẽ huấn luyện cho con nhảy nhiều hơn nữa. Xong rồi con sẽ vừa hát vừa nhảy luôn, chịu không? Nè bây giờ bình tĩnh nè, để cho con nói cái nè. Thời gian chiêu dụ đã hết. Dạ. Xin mời hai lớp chúng ta về chỗ. Không được nói nữa hả? Dạ hết rồi. Bây giờ mình về chỗ để cho con gái em chọn nè. Đó, trước khi về là về với đội fan hâm mộ đó. Còn dụ nữa, lên đây dụ dỗ mà không có quà gì cho con hết đúng không? Thấy có quà đâu, con thích quà không? Dạ thích. Đó, thích quà nữa. Hy vọng rằng là cái món quà lớn nhất á, là khi mà con chọn được đội nào, con về với đội đó là con sẽ được học hỏi thêm, con được dạy dỗ thêm, con được hát hay hơn và nhảy đẹp hơn, chịu không? Rồi, nãy giờ lắng nghe sự chia sẻ và góp ý cũng như là chiêu dụ đến từ các thầy cô của mình. Hai lớp rồi, con phải chọn một lớp thôi. Con nghĩ là con sẽ chọn lớp nào? Dạ, cả bốn thầy cô ai con cũng thích hát. Nhưng mà tiếc quá con chỉ
chặn về được một đại thôi thì con sẽ về đại cổ. Của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Xin mời con. Ok. Quá là dễ thương. Hôm nay là một ngày buồn. Nhạc phim Aladdin. Và cô bé này đã hát lại cái ca khúc nhạc phim Aladdin và lời Việt từ do Ái Phương viết lời. Thì do đó một cái ca khúc nhạc phim này chắc chắn sẽ là một cái thử thách khó đối với cái độ tuổi của mình rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ lắng nghe và nhận xét từ các thầy cô trong ban giám hiệu nha. Xin được mời cô Đoan Trang ạ. Wow, cô không ngờ một cô bé 9 tuổi mà có thể hát được một bài hát này. Cô muốn một tràng pháo tay nữa dành cho con. Cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát âm vực quá rộng đi, bởi vì nó có cái phần đầu là những cái nốt giới thiệu, cho nên là nó rất là thấp, bởi vì đó là những cái nốt tự sự, rồi sau đó nó mới đi vào cao trào và đẩy cao trào liên tục thì bắt buộc mình hát rất là mệt đó con. Mà con có một cái giọng hát khá là hoàn chỉnh. Ban đầu thì khi mà cô nghe giọng con lúc đầu thì nó hơi tối, thì cô cũng vẫn lại lo cái câu chuyện về tông. Nhưng mà sau đó là cái phần sâu quá cao, thì đây là câu chuyện về âm vực. Mà với một bài hát âm vực rộng như vậy thì chắc chắn là thầy của con không có cách nào khác là chỉ giữ cái tông đó để đủ cái lực hơi của con, để giữ được những cái nốt ở dưới, những cái nốt trầm nhất và nốt cao nhất cho con thôi. Và như vậy là một cái sự cố gắng rất là lớn của con rồi. Và cô đánh giá rất là cao, rất là tốt, rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì cái phần biểu diễn này được dàn dựng rất là hoành tráng, có các cô chú xung quanh với những cái đạo cụ rất là to. Một em bé 9 tuổi nếu như không đủ kinh nghiệm thì tụi con sẽ bị dễ bị choáng ngợp. Rồi còn đeo ở trên đầu những cái nón này kia, mặc áo váy dài, rồi phải diễn với các cô chú mà ở cái thế lực đen tối đó. Là trong cái phần điệp khúc đó, nhiều cái phần đó cộng hưởng lại cho thấy là con là một em bé rất là bản lĩnh. Và đây là một phần biểu diễn thành công đối với cô. Xin chúc mừng con và thầy Quốc Đại của con. Dạ, cảm ơn cô Đoan Trang. Con mời cô Ốc Thanh Vân nha. Dạ, người biết không, cô thích bài hát này khủng khiếp luôn. Không biết là mọi người đã xem bộ phim Aladdin phiên bản mới nhất chưa? Bộ phim này với phiên bản lồng tiếng Việt á, hay nhức nhối. Tất nhiên là sẽ có sự so sánh giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng cô thấy rằng là ở bản tiếng Việt gần gũi và mọi người hiểu được hết tất cả nội dung. Và cái đoạn nàng Jasmine phải chiến đấu để bảo vệ vương quốc của mình và không thể im lặng trước những cái thế lực xấu nữa. Một cái đoạn mạnh mẽ mà cho thấy cái cá tính của cô nàng này. Nên đến khi mà cô thấy là tiết mục của mình là hát lại bài hát này, cô có hơi ngạc nhiên là ủa tại sao? Nếu vậy không để cho Gia Nghi hóa thân thành nàng Jasmine luôn với bộ trang phục đó, cái bối cảnh đó thì sẽ rất là đẹp. Nhưng mà sau đó thì cô đã hiểu lý do, thông điệp rất là hay và được lồng ghép trong bài hát này. Và thật sự nó rất là phù hợp với ngay lúc này. Trong cái lúc mà mình đang ghi hình thì vừa rồi vừa mới xảy ra một vụ cháy rất là lớn ở Hà Tĩnh. Làm sao để con người ta có thể bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp đây? Tất cả là phải nhờ ý thức của mọi người và chúng ta cần phải làm điều đó. Và một đứa trẻ nhỏ như con cũng đã hiểu được điều đó rồi và con đã thể hiện trong ca khúc này. Cô rất là cảm phục cái việc mà con đã rất là cố gắng cho bài hát này, cũng như là cả sự dàn dựng của thầy Quốc Đại. Cô nghĩ đây là một tiết mục rất là đẹp. Đúng là chúng ta không thể im lặng được nữa, chúng ta sẽ phải lên tiếng. Và mọi người đều phải làm tốt cái việc này để bảo vệ mọi thứ xung quanh, đúng không con? Riêng đối với Gia Nghi thì hồi nãy cô Đoan Trang có góp ý con về phần giọng hát rồi, chắc là bạn Nghi cũng biết rồi. Thì mai mốt cô nhắc Nghi chút xíu thôi nha. Đôi khi mình diễn đó, thì có những lúc trang phục hay là tóc của mình đó, nó có thể làm mình hơi bị phân tâm một chút. Cô biết là con cũng không muốn, nhưng mà lúc mà bước ra sân khấu lúc đó con đang rất là đẹp, nhưng mà tóc con che mất tiêu, còn thấy con bên mắt à.
nếu mà mình hát mình thấy có một bên mình cũng hơi khó chịu đúng không, thì lúc đó mình có thể mình linh hoạt xem mình có một cái động tác nào đó để mình hợp lý hóa cái chuyện mình hất tóc hay không. Cái đó chỉ là một chút xíu nhỏ thôi, Yagi sẽ làm được điều đó. Còn về cơ bản thì con đã làm rất là tốt rồi, và cô nghĩ là tiết mục này chắc là sẽ rất là nhiều người thích và sẽ chia sẻ rộng rãi đó. Thầy Đại Nghĩa tính làm thơ nữa. Em đâu bắt lỗi gì đâu mà anh... Cái dáng tóc thôi cũng bắt lỗi con nhỏ nữa. Cái đó là em nói bé là lần sau bé lưu ý hơn thôi. Chứ hình ảnh bé đẹp tự nhiên che mất bên mới mắt rồi. Mới có 9 tuổi hát một cái bài nó khó như vậy, nó cần phải có cái sự tập trung cao độ. Thời gian đâu, tâm trí nào mà nghĩ tới cái chuyện cọng tóc nó che cái mặt. Trời ơi con ơi, nói thiệt nha, cỡ như chú hay là cô Dân mà hát cái bài này, bây giờ tóc nó ụp nó che hết cái mặt, chú cũng không có tinh thần mà dán ra nữa con. Thật sự thì thầy Đại cũng thấy mình rất là ác khi mà đã giao một cái bài hát này cho con. Bởi vì đây là một bài hát mà thầy đi xem phim thầy quá thích đi. Và thầy nghĩ rằng mình phải làm ca khúc này trên Thử Tài Siêu Nhí. Nhưng mà thầy hay chứ, thầy cập nhật vừa cái bài hot của phim mới của Aladdin nè. Thầy vừa cập nhật cái tình hình thời sự bây giờ, vừa cháy rừng xong. Cho nên là rất là cộng hưởng, rất là hiệu quả. Nhưng mà đối với thầy hôm nay, con đã làm rất tốt so với những gì con đã tập cho tới giờ. Tới hôm nay là thầy thấy con phát triển rất là tốt. Mà mỗi ngày con mỗi tiến bộ rất là nhiều. Thầy tin rằng là nếu như mà con có cơ hội đi tiếp, con sẽ làm còn nhiều điều tốt nữa. Cố gắng con nha. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta vừa đến với một cái tiết mục dự thi mà nó không chỉ dừng lại ở việc là nhận được bao nhiêu điểm số, mà chúng ta đã nhận được một cái thông điệp rất là rõ ràng từ tiết mục dự thi của bé, đó chính là hãy bảo vệ yêu thương môi trường. Và chúng tôi cũng muốn được gửi lời cảm ơn đến với Vũ đoàn Phương Việt, đến với các thầy cô trong lớp học Nhi Sắc Nhí và tất cả những thầy cô trong ban giám hiệu của trường Thử Tài Siêu Nhí đã tạo một cái sân chơi ngày hè như thế này để các bé có thể mạnh dạn nói lên những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Một lần nữa chúc mừng con. Chuyện gì
mà các con làm náo loạn chúng tôn nghiêm. Bẩm sư mẫu, có một chú khỉ con tính lên núi thái trộm hoa mẫu đơn. Trộm hoa mẫu đơn để cho tường đen trắng. Này khỉ con, mau cá phân bại, duyên cớ sao lại đến nơi đây mang tội gian tham trộm cắp. Lời con phân tỏ gian cầu ơn trên thánh tiên, người xót thương tình ban cho cánh hoa mẫu đơn đem về thai hồn tí nương. Xưa kia người là ân nhân, khi con vừa lâm con thò ơn tay cao đạp chết, do tay người vì gian tham công danh bạc vàng vinh quang nên quên thăm tình con thơ. Âm mưu đành giết con, ôi nghiệt quá. Ta đây có tin lời bi dương gian thiên cảnh cách xa, điều đó vui chàng tôi tin. Ý ta đã quyết hai mau quay về, đừng gian tháng ít chi. Đi đầu đuổi khỉ con xuống non lập tức. Con không về thương thánh mẫu, xin thánh mẫu thương tình cho khi. Qua mẫu đơn tiền cứu sống con người. Nghĩa chị Bạch Liên con ghi khắc trong lòng, bà kế mẫu ác tâm sâu độc, giết chết chị vì tham vọng cuồng điên. Muốn đưa Bạch Liễu con bà thay thế chị Bạch Liên, rồi dối gạt đức vua đã cứu công chúa bảo luôn thoát nạn. Nay khi con thật lòng phân cảm, xin qua cứu sống người ân cho trọn nghĩa thâm tình. Tiên đồng đuổi khỉ con xuống non lập tức. Con không về thương thanh mẫu. Về đi hầu nhi. Về đi hầu nhi. Thanh mẫu, con lại ba. Thanh mẫu cho con xin qua mẫu đơn. Yêu tình chắc nhiều lời
quay về. Bà không giúp con nguyện nguyên sinh. Cho lòng con quyết không trở về. Sao ngươi không trở về à? Không, nếu con chưa cứu sống được chị Bạch Liên thì con không trở về. Để ta thử lòng chị con, xem ngươi có tấm lòng trung nghĩa. Này khỉ con, muốn ta cứu sống Bạch Liên với một điều kiện. Điều kiện gì? Thu Thanh Mẫu, lấy trái tim mi mà cứu nguy mạng Bạch để cứu mạng ân nhân. Con xin bằng lòng. Khá khen cho Hầu Nhi. Tiên đồng, hãy cứu sống Hầu Nhi và trao qua mẫu đơn cho Hầu Nhi mang về cứu chủ. Dạ. Tiên đồng, hãy ban qua mẫu đơn cho Hồng Di mang về cứu chủ. Con đợi ơn Thanh Mẫu. Con mang ơn Thánh Tiên Thần Linh, mẫu đơn tiên cứu mạng chị Hiền. Thấy con đầy quả lòng nhân nghĩa, dù là thu những tấm lòng cao cả đầu vàng. Hãy đưa Hầu Nhi xuống non lập tức. Một tiết mục tuyệt vời thưa quý vị, Hầu Nhi cứu chủ bé Ngọc Tâm, các bé trong lớp học của ông Năm, vũ đoàn Chuông Gió. Và sự hỗ trợ nó không thể nào tuyệt vời hơn nữa, đó là mẹ của bé Ngọc Tâm, nghệ sĩ Cẩm Hiền. Cảm ơn chị Cẩm Hiền đã hỗ trợ cho cháu một cái cải lương á, xã hội đơn thuần đó mà cũng còn khó, còn đằng này là phải hát hậu quảng rất là hay. Và khi con quá thân ra một chú khỉ đem cái qua mẫu đơn về để cứu chủ đó, con đã làm hoàn thành cái tiết mục này. Mà từ cái ca hồ quảng con cũng ca chính xác, hai mẹ con nó gần cái giọng với nhau, nó giống nhau rồi, cái nó hay, ngồi nó coi nó đã làm sao luôn vậy đó. Cho nên là xin cảm ơn chị Hiền đã sanh ra đứa con này. Và bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương sẽ có một nghệ sĩ để nói dòng nói giỏi nữa. Dạ, coi như chị có một người hậu duệ nối nghiệp chị rồi đó. Và một lần nữa xin cảm ơn chị nha. Ở đây có lẽ với sức ép về tâm lý kết hợp với vũ đạo thì mới bật ra được một Ngọc Tâm như là ngọc trong đá. Những cái tình huống mà thường thường nó làm cho con không có bật lên được. Ở đây vừa diễn vũ đạo mà luôn luôn là không phải là vũ đạo bình thường mà lại phải nhớ mình là con khỉ. Cho nên con không bao giờ quên để con làm tất cả những điều đó trong những động tác và cái màn đi gối, chú thương vô cùng. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Nếu mà con được đi tiếp vào vòng trong, chú có một gợi ý nho nhỏ, con diễn tiết một Hồ Nguyệt Cô quá cáo. Wow, cái này là... cái đó diễn ra đó.
con diễn dư sức làm thuyết phục được mọi người. Dây khó cho con có biết nhân vật hồn của con. Lấy bao tim em đi. Trời ơi. Cho Hữu Quốc một tràng pháo tay coi bà con có mặt hả? Tung tung. Dạ, một lời gợi ý từ giám khảo Thanh Bạch.